Huỳnh Thục Vy bị khởi tố về tội xúc phạm quốc kỳ. Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1985 tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Bố Huỳnh Thục Vy là Huỳnh Ngọc Tuấn, từng bị bỏ tù 1 năm vì tội chống chính quyền. Vậy nên không quá bất ngờ khi cô ả kế tục sự nghiệp của người bố theo kiểu cha nào con đấy, là bà chủ của cái gọi là Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, một tổ chức được một số nhân viên sứ quán Mỹ, phương Tây hậu thuẫn để quy tụ lực lượng đấu tranh dân chủ là nữ giới, thúc đẩy phát triển lực lượng đối lập vào phái nữ. Cô ả là một trong những người được mệnh danh là dùng cả thanh xuân để chống đối, từng tham gia các khóa huấn luyện xuống đường đấu tranh lật đổ chính quyền Việt Nam theo kiểu bất bạo động. Huỳnh Thục Vy và gia đình đã bị chính quyền Tam Kỳ, Quảng Nam phạt hành chính trên 260 triệu đồng với hành vi làm ra, tán phát, tàng trữ tài liệu có nội dung chống chính quyền. Cô ta cũng từng bị bắt, bị xử lý 2 năm tù đối với tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, cô ả cũng từng thổ lộ rằng báo Tuổi Trẻ bên Texas và báo Việt Luận bên Úc trả cho mình 50 đô cho một bài viết. Tất nhiên đó là những bài viết có nội dung tuyên truyền chống đảng và nhà nước. Nhắc đến Vi thì phải nói đến Nguyễn Văn Đài, vừa mới được Đức bảo lãnh ra nước ngoài, và Phạm Bá Hải ở thành phố Hồ Chí Minh, Trần Đức Thạch ở Nghệ An. Sau khi lấy chồng, cứ nghĩ rằng Hoàng Thục Vi theo chồng bỏ cuộc chơi, nhưng không, do nghề nghiệp không ổn định, được sự hỗ trợ tài chính tâng bốc của các đối tượng chống đối, Vi tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá, hòng thay đổi chuyên chế. Hoạt động chống phá của Vi đã nằm vào sự chú ý của cơ quan an ninh. Vi đã nhiều lần bị cơ quan an ninh triệu tập lên làm việc, nhưng Vi đều bất hợp tác. Gần đây, Vi còn thể hiện hành vi chống đối của mình bằng cách xúc phạm quốc kỳ vào năm 2017. Hành vi của thị là vi phạm pháp luật, nhưng khi được triệu tập lần thứ 4 để làm việc thì Vi cũng bất hợp tác, nên công an buộc phải áp dụng biện pháp áp giải. Pháp luật Việt Nam quy định xúc phạm quốc kỳ là một tội hình sự có thể bị phạt tối đa đến 3 năm tù. Với mặt khách quan của tội này là các hành vi đốt xé, bôi bẩn, vẽ bậy, dẫm đạp lên quốc kỳ được thực hiện một cách cố ý, có trực tiếp nhằm tỏ thái độ khinh miệt hay làm giảm giá trị biểu tượng của quốc gia.